thưa quý vị thành phố đà nẵng từ lâu đã là điểm đến của các doanh nghiệp đầu tư công nghệ thông tin trong và ngoài nước tận dụng lợi thế này thành phố đã đề ra chiến lược tổng thể triển khai và thu hút đầu tư nhiều gián hạ tầng công nghệ thông tin theo quy chuẩn mang tầm thế giới qua đó tạo nên tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế số xác định phát triển hạ tầng là nền tảng quan trọng để phát triển công nghệ thông tin những năm qua đà nẵng thu hút đầu tư rất nhiều gián trọng điểm trong lĩnh vực này trong đó phải kể đến các dự án lớn như khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng giai đoạn 1, tổng diện tích hơn 131 ha, dự án khu đô thị công nghệ PT, một dự án có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la với tham vọng trở thành một thung lũng silicon tại miền Trung. Của FPT Complex chúng tôi đã hoàn thành cái hồ sơ và đã chuyển chuyển lên đến ở văn phòng chính phủ và rất kỳ vọng là trong thời gian sớm tới thì sẽ được công nhận hoàn tất là khu công nghệ thông tin tập trung thì với cái sự kiện này thì tôi tin tưởng rằng đó sẽ là một cái cố hích giúp cho chúng tôi có thể đẩy mạnh hơn sự phát triển của FPT của FPT tại tại đây và sẽ sớm hoàn tất giai 3 FPT Complex. Cùng với đó, thành phố cũng tập trung đầu tư các hạ tầng quan trọng như khu công viên phần mềm số 1, khu công viên phần mềm số 2, Đặc biệt, gián khu công viên phần mềm số 2 có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được xây dựng theo thiết kế hiện đại, đạt quy chuẩn kỹ thuật thế giới về tòa nhà làm việc cho ngành công nghệ thông tin. Phát triển mạnh về hạ tầng cũng chính là một trong những hướng đi quan trọng của ngành công nghệ thông tin Đà Nẵng trong năm 2023 trong năm 2023 tập trung vào các cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề về hạ tầng số, liên quan đến vấn đề về dữ liệu số, thực hiện cái công tác tốt cái công tác xúc tiến đầu tư trong các cái khu công nghệ thông tin tập trung và các cái khu công viên phần mềm, đồng thời xây dựng cái kênh nguồn nhân lực. Với lợi thế hạ tầng công nghệ thông tin, Đà Nẵng đã và đang sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin đến đầu tư và phát triển bền vững qua đó tạo sức bật để thành phố vươn đến trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt đẳng cấp khu vực châu á